Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là két nước tản nhiệt hệ thống động cơ của xe Kia Cerato 2019 bản 1.6 số tự động anh em nhé. Đây chính là cái két nước của nó, là két nước được sản xuất bởi công ty Halon trực thuộc tập đoàn HCC tại Hàn Quốc anh em nhé. Đây là cái mã vạch của sản phẩm này, đây là cái mã của sản phẩm nha anh em nhé. Công ty Halon QR là ra trích xuất ra sản phẩm này. Đây, về cái cấu tạo của sản phẩm thì là sản phẩm trong phía khung lan được thiết kế 100% nguyên vật liệu chính, đó chính là cái các cái tép nhôm từ hợp kim nhôm. Hai bên bờ vai của két nước là nhựa ABS cao cấp này. Đó, gồm các đường ống này để dẫn ra này. Động cơ đây. Phía mặt trước của sản phẩm này. Đây là phía mặt sau nhé anh em nhé. Đó. Mặt sau của sản phẩm. Anh em mà quan tâm cần tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp.